Đây là chiếc laptop gaming của MSI có sức mạnh của con chip đời mới Coffee Lake trong một thân hình mỏng nhẹ và sang trọng. Nhưng vẫn còn những điểm khiến chiếc laptop này chưa hoàn hảo. Đó là những nhận xét ngắn gọn nhất về chiếc laptop GS65 của MSI. Đầu tiên là về thiết kế mỏng và sang trọng nhờ viền và logo màu vàng rất bóng bẩy trên nền đen. Laptop này rất mỏng nhẹ và chỉ có 1,8kg thôi, mang đi rất tiện lợi. MSI GS65 sở hữu bộ vỏ bằng nhôm cứng cáp với nhiều chi tiết vàng tạo cảm giác sang trọng. Về tổng thể, ngôn ngữ thiết kế này trung tính hơn so với truyền thống. Vì vậy, dù bạn là game thủ hay dân văn phòng, thậm chí là nữ giới thì cầm đi vẫn rất đẹp. Cấu hình mạnh khiến cho chiếc laptop này chiến trên game mượt hơn. Mặc dù vẻ lịch lãm, nhưng sức mạnh của GS65 có thể nói là không phải dạng vừa. MSI đã đưa vào chiếc GS65 sức mạnh của bộ xử lý đồ họa GTX 1060 cho phiên bản tại Việt Nam. Về mặt CPU thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có chip Core i7 thế hệ thứ 8 với 6 nhân. Với cấu hình này, các bạn có thể vô tư chiến các tựa game đang rất hot hiện nay, cả online lẫn offline. Màn hình chất lượng cao, có viền mỏng, kể cả góc trên có gắn camera thì vẫn mỏng. Với màn hình FPS 144Hz này thì chắc chắn GS65 sẽ làm hài lòng được mọi game thủ, cho dù đó là những người khó tính nhất. Bàn phím LED RGB có rất nhiều chế độ, đẹp nhất là chế độ RGB Disco. Phím chắc chắn và độ này tốt, mặc dù hành trình phím ngắn vì đây là bàn phím dành cho Ultrabook. Máy trang bị khá nhiều cổng kết nối như USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-A, nhưng vẫn có những điểm trừ, đó là không có khe cắm thẻ nhớ SD và đặt quá nhiều cổng kết nối ở bên phía tay phải. Điều này có thể làm ảnh hưởng tay cầm chuột khi các bạn chơi game. Pin cũng có dung lượng lớn cho phép người sử dụng tới 8 giờ. Tuy có nhiều ưu điểm kể về thiết kế lẫn như sức mạnh bên trong, tuy nhiên thì chiếc laptop này vẫn có những điểm chưa hoàn hảo. Đó chính là việc gia công của chiếc laptop này chưa thực sự tốt. Khi các bạn sử dụng chiếc laptop này, ấn lên đặt xuống, bản lề khiến cho laptop cảm giác như là không chắc chắn, màn hình sẽ bị rung lắc. Ngoài ra, việc các bạn sử dụng đặt tay quá nhiều và lên trên thân máy thì sẽ khiến máy có hiện tượng là bị lõm xuống. Đây cũng là một cái điểm trừ bởi vì nó khiến cho chúng ta có cảm giác khá là ọp ẹp và hàng mã. Vì vậy đây là điểm trừ khiến cho GS65 vẫn chưa phải là một chiếc laptop gaming hoàn hảo. Tóm lại về thiết kế lẫn sức mạnh bên trong của nó thì đây là một chiếc laptop gaming đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn. Tuy nhiên vẫn cần phải có những cái điểm gia công tốt hơn. Hy vọng rằng MSI sẽ làm tốt hơn ở những cái mẫu máy tính GS trong năm sau. Ý kiến của các bạn thế nào hãy comment cho chúng mình biết và cũng đừng quên là cho chúng mình một subscribe. Còn bây giờ thì video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.